Chanh tóc đỏ, người kế thừa Conan Roger, truyền lửa cho vui tặc tương lai. Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với hồ sơ One Piece. Tranh tóc đỏ, một nhân vật rất được yêu thích trong giới hải tặc nói riêng và One Piece nói chung. Tất nhiên cả mình cũng thích nhân vật này. Chính tranh là người truyền cảm hứng cho Luffy trở thành hải tặc sau khi nghe được những lời giống hết hải tặc mà cậu bé đã nói ở làng Fusha. Bởi trước đây tranh từng là tập sự trên tàu Euro Jackson của Condi Roger, thuyền trưởng Roger chính là thần tượng của anh và giờ anh trở thành idol của giới trẻ, cậu nhóc mang kỳ đi Luffy vì thần tượng mà chống đối cả ông nội. Quyết tâm trở thành vô hải tặc, ý chí và những gì học được từ Roger cho anh đem truyền lại và gửi gắm hết niềm tin vào Luffy. Anh hy sinh một cánh tay cho chủ nhóc ở Biển Đông, tặng lại chiếc mũ rơm kỷ vật thứ anh coi trọng bậc nhất trong đời. Tất cả vì niềm tin rằng Luffy sẽ trở thành vô hải tặc tiếp theo. Cậu bé sẽ làm được điều chính tranh không làm được, thậm chí vượt qua cả huyền thoại thời trước, kể cả công đi Roger. Tranh đã từng có ước mơ sẽ tiếp bước thuyền trưởng của mình nhưng vì lý do nào đó mà anh không thể. Mình nghĩ Shanh đã rất thất vọng nên mới lưu lại biển Đông lâu như thế để tìm kiếm giọt máu của vua hải tặc. Điều chính quyền thế giới cũng làm nhưng thất bại. Mặc dù Shanh không thể tìm thấy Ace, dù anh đã tới ngôi làng Ace được nuôi dưỡng, nhưng thay vào đó Ace lại gặp được Luffy, người không cùng dòng máu nhưng lại là người kế thừa chân chính nhất của vua hải tặc. Shanh rời khỏi biển Đông với niềm vui sướng, tới kể cho Rayleigh nghe chuyện đó và chờ đợi Luffy đặt chân vào toàn thế giới. Anh đã leo lên vị trí tướng hoàng, vẫn âm thầm giúp đỡ cho thằng cháu từ việc nhờ vả Mihawk cho tới trận Arkaner yêu cầu hải quân chấm dứt cuộc chiến. Ngoài ra còn một kẻ khác là tử địch của Shanh lẫn Luffy chính là Zoro đen. Chắc chắn sẽ có một cuộc chạm trán nảy lửa giữa những kẻ có ý thức hệ đối lập nhau và nó sẽ xảy ra như thế nào? Hôm nay xin mời anh em tới với phần 2 về Shanh tóc đỏ mang tên ý chí kế thừa. Một người kế thừa ý chí của Conny Rocher Có phải là vận số hay không? Vận may hay là vận rủi? Đột nhiên Bucky Zero lên cơn sốt cao, khi chúng tôi tiếp cận hòn đảo cuối cùng, dường như đó là chứng bệnh tới hòn đảo cuối cùng là cuối đời. Rồi đột nhiên, Red Taro nói như vậy, tôi chẳng biết hai đứa nó thân hay ghét nhau nữa. Odin đã viết như vậy trong cuốn nhật ký hải trình, mặc dù Roger sau khi trở về từ Laptail và quả thực sau đó Roger cũng quay lại đón hai cậu nhóc tập sự của ông. Nhưng kỳ lạ là Shang Su Phong ở lại với Berkey, anh có vẻ không mang tới đại kho báo One Piece. Tuy nhiên sau khi Roger trở về từ Laptail, Red Taro đã hỏi ông một câu gì đó. Thế rồi nó bắt đầu khóc như mưa. Trong video trước, mình đã gác lại vấn đề này, giờ sẽ phân tích kỹ hơn. Thứ nhất là Shane biết quê hương mình, biết anh tới từ đâu, nên mình cho rằng không phải Roger tiết lộ thân thế cho Shane. Thứ hai là ý kiến cho rằng Shane khóc khi biết bản chất của kho báu. Anh thất vọng hay gì đó nên mới khóc, nhưng mà vốn dĩ anh không thèm đi. Bất kỳ có thể trả tiền nhờ người chăm sóc và thời đó chẳng ai dám làm hại tới thuyền viên của băng Roger cả. Và lại Shane cũng chỉ là tập sự, anh ở lại cũng không bảo vệ nổi ai. Nếu đụng phải kẻ thù hay là hạm đội hải quân vì thế chuyện Shanks hối hận khi không đi đến Laptail là thiếu hợp lý. Vốn dĩ anh không muốn đi lại còn nói rằng Đừng lo Bucky, một ngày nào đó chúng ta sẽ có tàu của riêng mình và sẽ cùng nhau trở lại đây. Nó cho thấy Shanks có tham vọng riêng. Anh không thích đi tìm One Piece lúc đó nên mới xung phong ở lại. Chỉ có con bệnh Bucky là đói đi mà thôi. Mình tin người có khí phách từ nhỏ như Shanks sẽ không hối hận về việc mình làm. Anh đã hỏi Roger một câu khác không liên quan tới One Piece. Có lẽ anh biết về căn bệnh của thuyền trưởng và Odin có nhắc tới căn bệnh tới hòn đảo cuối là cuối đời. Nên Shanh mới hỏi Roger về điều đó. Roger đã nói gì đấy liên quan tới căn bệnh của mình và bảo Shanh rằng đây đã là trạng cuối hành trình của họ, đã tới lúc ông dừng lại. Điều đó khiến tranh rất đau lòng. Không lâu sau đó Roger cũng tuyên bố giải tán băng và rời khỏi thuyền. Ông để lại ý chí cho lớp người sau kế thừa, Shanh là một trong số đó. Roger phải nhận ra tố chất của Shanh thì mới tặng cho anh chiếc mũ rơm. Tuy nhiên mình còn nghĩ rằng Roger đã khiến tranh thất vọng vì một chuyện khác. Shane nói với kỳ Một ngày nào đó họ sẽ quay lại đây khi có con thuyền của riêng mình. Ý của Shane là sẽ tập hợp một băng riêng và chinh phục hòn đảo cuối cùng các đồng đội mình có với tư cách thuyền trưởng. Người như Shane sở hữu tư chất bá vương nên tham vọng chắc chắn cũng lớn hơn kỳ Anh không muốn tới Laptev với tư cách là hải tặc tập sự. Trở lại với chắc một, ngày nào đó tôi sẽ có một con thuyền và những đồng đội tuyệt vời hơn cả những người ở đây. Chúng tôi sẽ tìm kho báu vĩ đại nhất thế giới và tôi sẽ trở thành vua hải tặc cậu nhóc Luffy năm đó đã nói điều mà thời điểm 26 năm về trước, Shanks nói với Buggy. Anh vui khi thấy Luffy có cùng ước mơ với mình nên đã bảo bé Batman rằng Tôi như nhìn thấy mình lúc nhỏ vậy. Tuy nhiên ước mơ của Shanks đã bị Roger dập tắt. Có thể ông lỡ miệng nói họ đã đi quá sớm. Thời điểm này chẳng ai làm được dù có tới Lap đi chẳng nữa. Bởi cho boy tài thế cần có sự trợ giúp của Poseidon. Ở chap 967, Roger đã hỏi riêng Shirley. Còn còn lời tiên tri nào vẫn chưa nói ra không? biết đầu còn có thể cho ta biết khi nào Poseidon sẽ xuất hiện nhỉ? 10 năm. Roger đã giữ người khi nghe điều đó. Bên cạnh ông lúc này chỉ có Von Neptune và Rayleigh, vậy nên không ai khác biết bí mật này. Kể cả Odin, Roger đã đi quá nhanh. Công chúa tiên cá 10 năm nữa mới chào đời và thêm 16 năm để bạn trai của cô sẽ không phải ngồi tù vì tội ấu dầm. Nó là thời điểm hiện tại khi Luffy gặp Shirahoshi. con xanh mà gặp cô sớm thì anh sẽ trở thành minh béo phiên bản Wapis. Roger nói cần chờ đợi người ấy tái xuất sau 800 năm giống như lời OD nói với các gia thần ở chap 972. Shanh biết mình không phải người ấy, không thể trở nên vĩ đại như Roger, nên anh buồn và khóc. Còn Shanh luôn xem vua hải tặc là thần tượng. Anh không đi đến Lapel vì muốn làm một hải tặc vượt qua cả Roger. Tuy nhiên dù đã có Ben Beckman, Lucky Roo và Yasop, thì Shanh vẫn không phải là người được số phận lựa chọn. Do đó anh quyết định là một viên gạch nối giữa hai thời đại, truyền lại ý chí của vua hải tặc. Shanh đã gây dựng băng tóc đỏ theo hơi hướng của băng Roger trước kia và chờ đúng thời điểm mà anh tính toán để tới Biển Đông. Chanh neo lại làng cố say gió rất lâu. Đó có lẽ là tình cờ. Nhưng quê hương của Vua hải tặc lại ở biển đông. Những năm tháng cuối đời ông đã sống tại đây. Mình nghĩ là Chanh cũng có ý định giống dâu trắng. Đó là bồi dưỡng cho hậu duệ của Vua hải tặc kế thừa ý chí đó. Tuy nhiên, băng tóc đỏ gặp được Luffy và Chanh nhận ra cậu bé này mới chính là người được số phận sắp đặt. Relizang, really tôi bất ngờ lắm đấy. Ở biển đông, tôi đã gặp một chú nhóc nói những lời y hệt thuyền trưởng Roger. Những lời y hệt. Anh vui sướng kể với cựu thuyền phó của mình như vậy những lời của Luffy chắc chắn không đơn giản chỉ là câu tôi sẽ trở thành vua hải tặc bởi danh hiệu này là thứ thế giới tự phong cho Roger chứ trước đó chưa có một vua hải tặc nào tồn tại mình tin là Roger đã nói câu khác với Rayleigh khi họ gặp nhau ở bờ biển ông rủ Rayleigh đi khuấy đảo thế giới và nói gì đó làm Rayleigh tưởng gã này bị điên lúc này chuyện với dâu trắng và Odin Roger tiếp tục nhắc lại điều đó đúng thế và ta sẽ trở thành dâu trắng cười to rồi bảo Roger là trẻ con trong khi Odin há hốc mồm kinh ngạc ở chap 585, Lu cũng nói với Ace và Sabo điều tương tự. Thật vậy sao? Được thôi, em sẽ... Lúc ấy hai người anh trai của cậu cũng cười ra to, Hết như Rayleigh và dâu trắng. Trong hồi tưởng ở chap 999, Ace tiếp tục nhắc lại những lời đó với Yamato. Cuộc xác nhận vua hải tặc cũng nói như vậy, và mình sẽ không cười Luffy. Cho nên mình tin chắc, ước mơ đầu tiên, những lời mà cậu nói với Shanks nhưng Oda chưa tiết lộ, cũng như điều Roger từng nói, không phải về việc trở thành vua hải tặc. bởi câu nói này từ đầu bộ truyện, Luffy đi đâu cũng nói hàng trăm hàng ngàn lần, chẳng còn gì đặc biệt để Oda phải ém hàng cả. Hiện không thể đoán được nguyên văn câu đó, nhưng đây chắc chắn là thứ dùng để xác nhận một người có phải là Choi Boy tài thế sau 800 năm hay không. Và Chanh đã rất vui khi gặp được Luffy. Dù mình cho rằng mục đích ban đầu của anh là đi tìm Ace, Chanh mang ước mơ giống Roger, nhưng lại không phải người được chọn, nên Chanh quyết định làm theo ý chí của thuyền trưởng. Anh hỗ trợ người kế thừa tới khi người đó đủ mạnh để bước lên đỉnh cao và rất có thể Shanks sẽ sớm ra mặt và hành động quyết liệt hơn hai, xanh và dầu đen. Ở video trước, chúng ta đã dự đoán về vai trò tương lai của tướng Hoàng Xanh, về việc anh sắp sửa hành động như thế nào. trợ Xanh tới Wano hay không, trợ giúp Luffy ra sao, chúng ta sẽ không nhắc lại nữa, bởi dù sao giả thuyết có thể đúng hoặc sai. Nhưng chuyện Xanh tìm rau đen, trả món nợ ba quay là điều chắc chắn. Tại Marineford, dù mục đích là chấm dứt cuộc chiến, nhưng Xanh vẫn không quên khiện rau đen. Giả sử lúc ấy hắn gáy, thì bảo đảm anh sẽ động thủ. Nhưng thời điểm chưa đến, nên Xanh cũng để kẻ thù rời đi còn hiện tại mọi thứ đang thay đổi rất lớn. Tesabo và các thủ lĩnh quân cách mạng đã đột nhập vào hội nghị Life Ely, Hồng Cứu Cơ cuối cùng đụng độ với các đô đốc hải quân Fujisora và Rio Kowil. Một phía khác, tên mũ dơm đã thành tâm điểm của Wano, nơi con quái vật Kaido ngự trị, một đám trẻ trâu màu chó đã bổ lên hòn đảo đó, sau lưng là mụ bích mâm đang dí theo. Người nghĩ sẽ có chuyện gì nào? Bắt đầu rồi, bữa tiệc máu giữa những kẻ hùng mạnh tranh ngai vàng. Đó là lời của dâu đen với Moria ở chap 925, những kẻ mạnh có tham vọng tranh ngai vàng tất nhiên bao gồm chính bản thân hắn. Và để hiện thực hóa tham vọng, dâu đen đã xuất thân ở chap 956, còn Shanh sẽ không muốn để hắn đạt được mục đích. Về Oda nói người đàn ông tóc đỏ chuẩn bị hành động, khả năng cao là nhắc tới trận chiến của họ. Mình nghĩ nó sẽ nổ ra ngay tại thời điểm Aswano đi tới hồi kết. Còn về địa điểm, có lẽ sẽ liên quan tới di sản mà dâu trắng để lại. Bởi chap 907, Shanh xuất hiện tại Marikels, bàn với ngũ lao tinh về một hải tặc. Sau đó hai chap thì Marco xuất hiện nhắc tới dâu đen. Sau cuộc đại chiến, chúng tôi nghĩ rằng điều tối thiểu mình có thể làm là bảo vệ những gì bố chân quý. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống, nhưng rồi dâu đen xâm lấn, đó là khởi đầu cho cuộc chiến báo thù. Rồi Nekomamushi nhắc tới cả tên Quê Marco tiếp tục hỏi. Dù có bảo hắn là chẳng có lấy một đồng lẻ nào đâu, thì hắn cũng có mà tin. Nên cả tôi lẫn nơi này sẽ bị nhắm tới sớm thôi. Marco đã dự đoán được hòn đảo quê hương của bố già sẽ bị Quê sở đến, vì đây là di sản cuối cùng của ông. Tất nhiên dâu đen cũng biết tới nó, trước lúc về Biển Đông Roger từng gọi dâu trắng cho ông ta biết về ý chí của đi. Bố già đã giúp đối thủ cũ một tay bằng cái chết của mình và phiến Poneglyph cuối cùng khả năng là do ông cất giữ. Khi không thể tìm thấy ở đâu khác, dâu đen sẽ mò đến hòn đảo mà cô đích thân bảo vệ. Hắn cũng đang định cướp một thứ gì đó trước mũi hải quân. Nếu vị trí phiến đá bị lộ, rất nhiều kẻ sẽ tới tranh giành. Chính quyền tất nhiên muốn lấy cho bằng được. Chỉ cần mang nó về Marikels là chẳng hải tặc nào đánh nổi tới lâu đài Pankia. kể cả liên minh hai tứ hoàng Bikai và đồng nghĩa với việc đường tới Laptail Tới với lịch sử trống bị đóng lại. Còn Shanks, anh đã an táng dâu trắng và Ace tại đây. Anh biết kẻ như dâu đen sẽ nhắm đến nó. Vì vậy nếu chọn một địa điểm quyết đấu ngoài lãnh địa Wano Quốc, mình sẽ chọn ngôi làng của quê hương của cố tứ hoàng dâu trắng. Tại đây chúng ta sẽ thấy phun sức mạnh của băng tóc đỏ và băng dâu đen. Cùng hai tứ hoàng này là như thế nào? Hiện tại thì băng tóc đỏ đang chiếm ưu thế rõ rệt vì Bay Batman được xác nhận sở hữu sức mạnh không thua kém nhiều so với Shanks. Trong băng dâu đen chẳng có đội trưởng nào sánh được nhưng có thông tin rằng Aokiji bắt tay về hắn giả sử ông ta xuất hiện tham chiến thì ngược lại một đô đốc với một tứ hoàng phối hợp sẽ không sợ xanh và Ben nữa. Mình nghĩ dầu đen mới là boss cuối cho Luffy vượt qua. Nên Oda sẽ để hắn giành được chiến thắng. Dù sao Aokiji cũng từng là hải quân. Nếu ông ta đi nằm vùng thì tiện tay tiêu diệt một bang tứ hoàng khác cũng không tệ. Mà nếu biến chất thật sự thì Kuzan đang là thuyền trưởng Titanic thứ 10 của hạm đội dầu đen. Việc chống lại bang tóc đỏ cũng là lẽ dĩ nhiên. Để Shang đánh với dầu đen, các chỉ huy đánh nhau thì mình cho rằng bang tóc đỏ sẽ thắng. Nhưng với sự giúp đỡ từ Aokiji cộng thêm mưu mô xảo quyệt của Teach bằng dầu đen sẽ thắng. Chanh và dầu đen cũng thuộc lớp người chuyển tiếp thời đại. Nhưng mà Oda lại xếp Teach vào cùng nhóm 11 siêu thần tinh, gọi là thế hệ tồi tệ nhất. Với việc thời đại cũ Kaido, Bích Mom bị hạ bệ, viên gạch nối là Chanh cũng bị phá bỏ. Lúc đó cuộc chiến tranh ngôi báu sẽ chỉ còn là câu chuyện của thế hệ tồi tệ nhất, một thế hệ mới tạo nên kỷ nguyên mới. Vì vậy để nhận định thì mình vẫn cho rằng dầu đen sẽ thắng, Akiji sẽ giúp hắn để chiếm chọn lòng tin và sau khi thời cơ tới, ông ta mới trở mặt để tiêu diệt tận gốc bằng hải tặc dầu đen. Còn Luffy, cậu lại có thêm một lần đau, nhưng cũng có thêm động lực để mạnh hơn, để báo thủ cũ, nợ mới với Teach. Và vừa rồi là video thứ hai về tranh tóc đỏ, người kế thừa và truyền lại ý chí của vua hải tặc, cũng như trận chiến với bằng dầu đen. Và nếu anh em thấy hay, đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho hồ sơ One Piece. Xin chào và hẹn gặp lại!